Ukraine trước cơn ác mộng mất tuyến hậu cần huyết mạch ở Atika. Mọi thứ đang trở nên nhiệt ngã với Ukraine. Nga và Trung Quốc bất đồng với Mỹ và Anh về các cuộc tấn công Hồ thi. Nhật Bản phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Mỹ lần thứ hai phóng tàu vũ trụ tư nhân chinh phục mặt trăng. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức quốc tế trên kênh YouTube Báo Lao động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Tình hình tại chiến trường Avdiivka hiện đang vô cùng căng thẳng với những diễn biến bất lợi cho phía quân đội Ukraine. Các báo cáo chiến trường tiết lộ lực lượng Ukraine ở Avdiivka đã nhận được tối hậu thư của Nga, đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Rất khó để đoán trước bộ chỉ huy ở Kiev sẽ chọn con đường nào, nhưng rất có thể chính những người lính ở Abdiivka sẽ tự quyết định số phận của mình. Về lý thuyết, lực lượng Ukraine có vài ngày trước khi Nga chính thức khóa chặt tử điện lớn ở phía nam thành phố. Quân đội Nga được cho là đang chuẩn bị một nắm đấm xe tăng để đột phá và dứt điểm mục tiêu quan trọng này. Lực lượng dự trữ của Ukraine đã gần như hoàn toàn cạn kiệt. Ông Dmitry Likovoi, người phát ngôn nhóm chiến đấu Tavaria của Ukraine tiết lộ với truyền thông rằng các chỉ huy quân đội Ukraine đã dự tính các tuyến hậu cần thay thế ở Avdipka trong trường hợp mất quyền kiểm soát tuyến tiếp tế chính. Ông Likovoi cũng cho biết ông không thể tiết lộ về việc di chuyển của quân đội trong thời gian thực, mà chỉ tiết lộ tình hình của các lực lượng Ukraine ở Avdipka rất căng thẳng. Giao tranh trên đường phố đang diễn ra suốt vài ngày qua ở Avdipka. Ông cũng nhấn mạnh các lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục nỗ lực cố thủ ở Abdiivka. Khi được hỏi tại sao quân đội Ukraine không rút khỏi thành phố này, vị phát ngôn viên nhóm chiến đấu cho biết, việc giữ Abdiivka rất quan trọng với Ukraine. Trước đó, hãng truyền thông Strana của Ukraine dẫn các nguồn tin quân đội cho biết tình hình các lực lượng của Kiev ở Abdiivka xấu đi đáng kể và họ có lẽ bị cắt đứt khỏi nguồn cung hậu cần. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã thăm khu vực Abdika, đồng thời đánh giá về tình hình khó khăn trên thực địa. Theo truyền thông cho biết, Ukraine hiện đang tăng cường củng cố thị trấn Abdika nằm ở miền đông. Được biết, thị trấn này đang là tâm điểm chiến dịch tấn công của Nga trong mùa đông. Do đó, có nhiều khả năng Ukraine sẽ tập trung phòng thủ thị trấn này bằng một trong các lữ đoàn mạnh nhất của họ, lữ đoàn tấn công số 3. Đây được xem là lữ đoàn tác chiến thực địa dự bị duy nhất của Ukraine ở khu vực phía đông. Trước đó, chuẩn tướng Oleksandr Tanasky, tư lệnh nhóm tác chiến Tavria ở Abdika đã công bố việc tăng cường phòng thủ cho thị trấn này vào hôm 10 tháng 1. Vị tổng tư lệnh Ukraine xác nhận đã có sự thay đổi trong thế cân bằng quân sự. Theo đó, các cuộc tấn công của Nga dọc theo tiền tuyến 1.500 km đã tạo ra tình thế khó khăn cho quân đội Ukraine. Trước tình hình đó, ông Tanasky cho biết, chúng tôi đã chuyển từ tiến công sang phòng ngự. Sau 4 tháng kịch chiến, quân Nga thuộc các quân đoàn binh chủng hợp thành số 2 và số 41 cuối cùng đã xâm nhập được vào Abdiivka, một thành trì chủ chốt của Ukraine, chỉ cách khu vực Donetsk do Nga kiểm soát khoảng 8 km, đồng thời tiến sát chỉ cách vài trăm mét trục lộ chính mà thông qua đó quân đồn trú Ukraine, chủ yếu là lữ đoàn cơ giới 110, nhận đồ tiếp tế cho thị trấn. Được biết, lữ đoàn 110 đã bám địa bàn này trong gần 2 năm qua. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, phát ngôn viên của lữ đoàn Ivan Sekak cho biết, một số đơn vị của lữ đoàn này đã được rút khỏi thị trấn, từ đó dọn chỗ cho lực lượng tiếp viện. Ông Sekak khẳng định, chúng tôi không có đủ năng lực để tiếp tục giữ thị trấn, nhưng quân tăng viện đang tới và chúng tôi trông mong vào các đơn vị bạn. Theo mạng tin Business Insider của Mỹ cho biết, tình hình với Kiev đang ngày càng ảm đạm khi cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp bước sang năm thứ ba. Trước đó, cuộc phản công năm ngoái được kỳ vọng Ukraine có thể tận dụng những thành công của mình vào năm 2022 và đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các khu vực ở miền Nam và miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã không đạt được đột phá và Ukraine hiện đang chứng kiến sự hỗ trợ quan trọng từ các đồng minh của mình suy giảm. Trong khi đó, quân đội của nước này đang gặp phải tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược. Theo truyền thông Mỹ cho biết, quân đội Ukraine đang phải hạn chế sử dụng đạn dược và ở một số khu vực trên tiền tuyến họ đang bị áp đảo. Cụ thể các loại súng pháo do Mỹ cung cấp đang im lặng gần Bakhmut, thành phố từng là nơi xảy ra nhiều tháng giao tranh khốc liệt vì thiếu đạn. Được biết thượng viện Mỹ hôm 13 tháng 2 vừa qua đã thông qua dự luật viện trợ quốc phòng khẩn cấp trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nhưng dự luật cần được thông qua tại Hạ viện, nơi Đảng Cộng hòa dự kiến sẽ tìm cách ngăn chặn. Ở khía cạnh chỉ huy cấp cao cũng có vấn đề, khi vừa qua tổng thống Volodymyr Zelensky đã sa thải tướng Valery Zaluzhnyi, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine trong bối cảnh có những bất đồng về chiến lược. Theo đó, trong số những bất đồng cốt lõi giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzhny là vấn đề huy động tân binh. Cụ thể, ông Zaluzhny khẳng định Ukraine cần tăng mạnh số lượng binh sĩ, nhưng Tổng thống Ukraine lo ngại về tác động đối với tinh thần quốc gia vốn đã mong manh. Trong khi đó, một chỉ huy tiểu đoàn ở miền đông Ukraine gần đây cho biết, Đơn vị này được triển khai trong chiến hào để ngăn chặn các cuộc tấn công của các lực lượng Nga đang thiếu nhân lực trầm trọng, trong khi những tân binh thường thiếu kinh nghiệm và chưa huấn luyện đào tạo bài bản. Những thách thức này đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng ở tuyến đầu. Theo các báo cáo, Ukraine đang phải vật lộn để chống lại các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là xung quanh thành phố Avdiivka ở vùng Donetsk phía đông Ukraine. Thị trường thành phố này tuần trước nhấn mạnh các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga, cho biết rằng họ đang gây sức ép từ mọi hướng, Truyền thông Nga ngày 15 tháng 2 cho biết, một cuộc tấn công bằng pháo phản lực vào thành phố Belgorod bên trong lãnh thổ Nga đã khiến ít nhất 5 người tử vong. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine tiến hành cuộc tấn công nói trên bằng pháo phản lực RM-70 Vampire. Theo bộ này, vũ khí trên được xét cung cấp cho Kiev. Thông cáo của cơ quan quốc phòng Nga nêu rõ, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Mục tiêu bị tấn công là một trung tâm mua sắm, trong đó có cửa hàng tạp phẩm và hiệu thuốc. Theo truyền thông Nga, ngoài 5 người tử vong còn có 18 người khác bị thương. Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin do phía Nga đưa ra. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết hệ thống phòng không Nga đã chặn được 14 quả rocket như vậy. Trong thời gian qua, phía Ukraine được cho là đã gia tăng các đòn tấn công bằng rocket và UAV và sâu bên trong lãnh thổ Nga. Tiếp tục bản tin là một số tin tức quốc tế đáng chú ý liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo hãng tin AP, nga và trung quốc vừa qua đã lên tiếng cáo buộc mỹ và anh tấn công trái phép vào các địa điểm quân sự ở yemen nơi houthi sử dụng để phóng tên lửa vào các tàu thương mại ở biển đỏ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu trước cáo buộc đó phó đại sứ mỹ robert wood và đại sứ anh barbara woodward tại liên hợp quốc đã phản bác đồng thời khẳng định những cuộc tấn công của houthi là bất hợp pháp và hành động tương xứng và hợp pháp của họ nhằm vào nhóm vũ trang này ở yemen đang được thực hiện để tự vệ Cụ thể, ông Woodward cho biết các cuộc tấn công của Houthi đang làm tăng chi phí vận chuyển toàn cầu, bao gồm chi phí cung cấp thực phẩm và viện trợ nhân đạo trong khu vực. Tuy nhiên, theo lập luận của Phó Đại sứ Nga Dmitry Polyansky và Đại diện Thường trực của Trung Quốc Zhang Jun tại Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an này chưa bao giờ cho phép hành động quân sự chống Yemen. Được biết, kể từ tháng 11 năm ngoái, Houthi đã nhắm mục tiêu vào các tàu ở Biển đỏ để gây áp lực ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza. Họ thường xuyên tấn công các tàu có mối liên hệ không rõ ràng với Israel, gây nguy hiểm cho hoạt động vận chuyển trên tuyến đường thương mại quan trọng giữa châu Á, Trung Đông và châu Âu. Trước tình hình đó, trong những tuần gần đây, Mỹ và Anh được sự hậu thuẫn của một số đồng minh khác đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào kho vũ khí, tên lửa của Houthi và những địa điểm triển khai bệ phóng để thực hiện cuộc tấn công của lực lượng này. Chính phủ Hà Lan đang khẩn trương kháng cáo phán quyết của tòa án nước này vốn sẽ khiến việc sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của phương Tây trên toàn cầu bị đình trệ. Theo đó, quyết định của tòa phúc thẩm Hà Lan ngày 12 tháng 2 cho chính phủ một tuần để ngừng xuất khẩu các bộ phận của máy bay ném bom tàng hình F-35 đến Israel. Đặc biệt, tòa phúc thẩm ở La Hay trích dẫn, nguy cơ rõ ràng rằng tiêm kích F-35 của Israel có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Trong khi đó, Israel khẳng định các động thái của nước này tại Gaza nhằm mục đích chính là tiêu diệt lực lượng Hamas. Tuy nhiên, số người dân thường thiệt mạng ngày càng tăng. Việc Israel bắn phá trường học, trại tị nạn và bệnh viện buộc gần như toàn bộ người dân thường tại Gaza phải di rời đã gây ra phẫn nộ trên toàn cầu. Được biết, hồi tháng 12 năm 2023, Nam Phi đã kiện Israel lên Tòa án Công lý Quốc tế ICJ, cáo buộc nước này có những hành động diệt chủng tại giải Gaza. Mặc dù vậy, Israel đã bác bỏ lập luận này. Tòa án Công lý Quốc tế vào ngày 26 tháng 1 cũng đã ra phán quyết yêu cầu Israel ngừng hành vi diệt chủng chống lại người Palestine và hành động nhiều hơn nữa để giúp đỡ người dân thường. Trước tình hình này, Tòa Phúc Thẩm Hà Lan khẳng định Israel không tính toán đầy đủ về hậu quả từ các cuộc tấn công của nước này đối với dân thường. Điều này có nghĩa là việc xuất khẩu các bộ phận của F-35 từ Hà Lan sang Israel phải dừng lại. Theo truyền thông Qatar cho biết, diễn biến tại Hà Lan có thể tác động nặng nề đến chương trình F-35. Điều đáng chú ý là Hà Lan vốn vừa sản xuất vừa dự trữ các bộ phận của F-35. Xin được chuyển sang một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Nhật Bản ngày 15 tháng 2 khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để thu thập và phân tích thông tin cần thiết liên quan đến vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Cụ thể, phát biểu trước báo giới, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi khẳng định, Tokyo cùng với Mỹ và Hàn Quốc sẽ thận trọng theo dõi tình hình sắp tới. Tuyên bố được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía đông trong ngày 14 tháng 2. Đây là vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên trong những tuần gần đây, ngay trước thời điểm cuộc tổng tuyển cử ở Hàn Quốc sẽ diễn ra vào tháng 4 tới. Ngày 15 tháng 2, một tàu vũ trụ Mỹ đã được phóng đi từ trạm không gian Kennedy ở Florida, bắt đầu hành trình chinh phục mặt trăng. Đây là sứ mệnh chinh phục mặt trăng thứ hai do một đơn vị tư nhân Mỹ thực hiện sau khi sứ mệnh đầu tiên đã thất bại. Được biết, sứ mệnh IM-1 do công ty Intuitive Machine có trụ sở tại Houston thực hiện với hy vọng sẽ trở thành đơn vị tư nhân đầu tiên đạt được thành tựu hạ cánh mềm xuống bề mặt mặt trăng và đưa robot đầu tiên của Mỹ đáp xuống hành tinh này trong năm thập kỷ kể từ sứ mệnh Apollo. Theo kế hoạch, thiết bị đáp có tên gọi là Odysseus được phóng đi cùng tên lửa Falcon 9 của SpaceX vào khoảng 1 giờ 6 phút sáng ngày 15 tháng 2 theo giờ địa phương, tức 13 giờ 6 phút theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, IM-1 xuất phát chậm hơn dự kiến một ngày sau khi SpaceX phát hiện các sự cố nhiệt độ khi bơm nhiên liệu cho thiết bị này. Dù được phóng chậm hơn một ngày so với dự kiến, nhưng tàu IM-1 vẫn sẽ đến bãi đáp Malapert A vào ngày 22 tháng 2, cách cực nam của mặt trăng khoảng 300 km. Chính phủ Pháp sẽ nới lỏng những biện pháp hạn chế đối với việc vận chuyển ngũ cốc trên sông Sen trong thời gian diễn ra thế phần hội Olympic năm 2024 tại thủ đô Paris từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 năm 2024. Được biết sông Sen là một tuyến đường huyết mạch vận chuyển ngũ cốc cũng như các mặt hàng nông sản khác đến cảng Rouen ở miền Bắc nước Pháp. Đây cũng là cảng xuất khẩu ngũ cốc có quy mô lớn nhất của Pháp. Trong ngày 15 tháng 2, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Marc Fenouz cho biết Việc ngừng hoạt động lưu thông tàu thuyền trên đoạn sông Sen chảy qua thủ đô Paris trước lễ khai mạc vào ngày 26 tháng 7 sẽ kéo dài trong 6 ngày rưỡi so với kế hoạch trước đó là 7 ngày. Việc nới lỏng thời gian như vậy sẽ giúp tàu và xà lan chở hàng vẫn có thể di chuyển dọc trên sông, bù đắp phần nào cho những hạn chế lưu thông vào ban ngày khi diễn ra các cuộc thi đấu trên sông. Bộ trưởng Fenus cũng cho biết, các tàu và xà lan chở ngũ cốc có thể dừng nghỉ tại các bến cảng trên sông, trong thời gian áp đặt biện pháp ngừng lưu thông trên đoạn sông qua thủ đô Paris. Ông Fenu nhấn mạnh, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá tác động tài chính đối với ngành xuất khẩu ngũ cốc do áp dụng những biện pháp hạn chế hoạt động tàu thuyền trên sông. Theo ban tổ chức, lễ khai mạc dự kiến sẽ diễn ra dọc theo sông Sen. Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên khán giả có thể tiếp cận tự do với một lễ khai mạc thế vận hội. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức an ninh to lớn đối với giới chức Pháp, khi dự kiến sẽ có khoảng 300.000 người tham dự lễ khai mạc. Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 15 tháng 2 thông báo, ông đã đính hôn với bạn gái Jody Hayden vào đúng dịp ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Được biết, Thủ tướng Albanese và bạn gái Jody Hayden gặp nhau lần đầu tiên tại một sự kiện ở Melbourne vào đầu năm 2020 và từng xuất hiện cùng nhau trước công chúng trong chiến dịch bầu cử liên bang năm 2022. Cặp đôi đã hẹn hò chính thức được 4 năm trước khi quyết định đính hôn. Cho đến nay, ông Albanese là Thủ tướng Australia đầu tiên đính hôn khi còn đương chức. Có hai ý tưởng rằng Ukraine có thể giành chiến thắng nếu sở hữu nhiều vũ khí hạng nặng của phương Tây và Nga đang trên đà cạn kiệt nguồn dự trữ đều không mới. Trên thực tế, cả hai quan điểm này đều là một phần trong suy nghĩ ban đầu khiến một số nhà hoạch định chính sách và nhà quan sát phương Tây kết luận trong suốt năm 2022 rằng lực lượng vũ trang Ukraine có thể đánh bại Nga trên chiến trường. Tuy nhiên, sau 2 năm giao tranh ác liệt, khi mà Nga đang dần chiếm ưu thế, rủi ro trở nên cao hơn bao giờ hết và cái giá phải trả cho việc tiếp tục tính toán sai lầm có khả năng gây ra thảm họa cho Kiev. Thưa quý vị, việc kỳ vọng vào một chiến thắng quyết định của Ukraine và cho rằng Nga đang trên đà cạn kiệt nguồn dự trữ, có nguy cơ đẩy Kiev cùng với các đối tác phương Tây vào vị thế quân sự thậm chí còn bấp bênh hơn trong năm tới những quan điểm như vậy được bổ sung và thường đi kèm với quan sát song song rằng các lực lượng nga đang thiếu hụt nghiêm trọng các loại vũ khí quan trọng và do đó thiếu khả năng gây áp lực lâu dài lên cơ sở hạ tầng của ukraine cả hai cách tiếp cận vốn khuyến khích các nhà hoạch định chính sách phương tây tăng cường ủng hộ hơn nữa các mục tiêu tối đa của ukraine với hy vọng rằng một điều gì đó gần như là một chiến thắng tổng thể vẫn có thể được đảm bảo với đủ kinh phí và sự kiên trì đều phạm sai lầm nghiêm trọng và có nguy cơ đẩy Kiev cùng với các đối tác phương Tây vào vị thế quân sự thậm chí còn bấp bênh hơn trong năm tới. Ukraine đã nhận được khoảng 20 hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS từ Mỹ vào cuối năm 2023. Những tên lửa biến thể cũ này có tầm bắn 170 km, được quân sự Ukraine sử dụng để tấn công các sân bay do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông Ukraine. Trong một lá thư vào tháng 11 năm 2023, một nhóm nghị sĩ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden chuyển thêm tên lửa ATACMS, bao gồm cả các biến thể tầm xa tiên tiến cho Ukraine với mục đích duy trì yêu cầu về khả năng tấn công sâu của lực lượng vũ trang Ukraine. Cựu tướng Mỹ Ben Holtz lập luận rằng, Việc cung cấp ATACMS và các tên lửa khác của phương Tây, bao gồm cả tên lửa hành trình Taurus của Đức, sẽ cô lập bán đảo Crimea do Nga kiểm soát và khiến các lực lượng của Moscow không thể trụ lại được. Ông Ben Holtz phát biểu, ATACMS với tầm bắn 300 km sẽ khiến Crimea không thể trụ được ngay khi chúng đến chiến trường. Không có nơi nào cho hải quân, không quân và hậu cần Nga ẩn náu ở Crimea. Về việc cung cấp ATACMS cho Ukraine, đừng chỉ làm nửa chừng. Nhìn lại những diễn biến đã qua của cuộc xung đột, người ta thấy rằng việc Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa Himars vào năm 2022 đã giúp Ukraine tiến hành thành công các cuộc tấn công vào những tài sản có giá trị cao của Nga tuy nhiên trên thực tế lợi thế này của kiev không kéo dài lâu khi moscow học cách phân tán các kho đạn dược của họ hiệu quả hơn gây nhiễu các tên lửa chính xác của phương tây và áp dụng các biện pháp phòng không phức tạp hơn các tên lửa do phương tây cung cấp với các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu giá trị cao cũng như cơ sở hạ tầng có thể khiến các lực lượng của nga phải trả giá nhưng các cuộc tấn công này không có giá trị chiến lược về dài hạn không có dấu hiệu nào cho thấy chúng có thể được tiến hành trên quy mô lớn để đánh bại lực lượng Nga ở Ukraine một cách dứt khoát. Chuyên gia Anatol Lieven của Viện Quincy cũng đặt câu hỏi liệu chúng có thể khiến Nga không trụ được ở Crimea hay không nếu không đi cùng các cuộc tấn công mặt đất quy mô lớn để đẩy lùi các lực lượng của Nga khỏi phía đông nam Ukraine. Trên thực tế, sau cuộc phản công thất bại vào năm 2023, lực lượng vũ trang Ukraine khó có khả năng tấn công cần thiết để đạt được những bước tiến đó trong tương lai gần. Còn Liên minh châu Âu-EU dường như cũng khó đạt được mục tiêu gửi 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine vào tháng 3 năm 2024. Mùa xuân năm 2023, Liên minh châu Âu cam kết gửi cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo, nhưng giới chức Ukraine cho hay đến tháng 12 năm 2023, họ mới nhận được khoảng 300.000 quả đạn pháo. Quân đội Ukraine hiện đang trong tình thế có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc khi các nguồn viện trợ phần lớn đều đang gặp trắc trở. Về phía Mỹ, các đảng viên Cộng hòa bên trong Quốc hội Mỹ đã chặn các nỗ lực cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Kết quả là trên mặt trận, các lực lượng Ukraine bị bớt đi nhiều nguồn cung và buộc phải cắt giảm hoạt động chiến đấu. Một sĩ quan lữ đoàn pháo binh Ukraine cho biết thực sự không có đủ đạn dược. Một viên trung đội trưởng Ukraine tiết lộ Ukraine đã phải chuyển từ chỗ bắn 8.000 quả đạn pháo mỗi ngày trong chiến dịch phản công vào mùa hè sang chỉ 2.000 quả đạn pháo trong các tuần gần đây. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hano peco quân đội Ukraine đang bắn trung bình chỉ bằng 1 phần 3 số đạn pháo mà phía Nga sử dụng. Theo ước tính của Estonia, Moscow đang trên đà nhận được khoảng 4,5 triệu quả đạn pháo từ hoạt động sản xuất và cung cấp từ các đối tác bên ngoài. Oleksandr Tanavsky, tư lệnh các chiến dịch của Ukraine ở mặt trận Đông Nam, trao đổi với báo chí hồi tháng 12 năm 2023 rằng các lực lượng của ông ta đối mặt tình trạng thiếu đạn pháo do giảm viện trợ từ phương Tây, buộc các binh sĩ Ukraine phải cắt giảm một số hoạt động dọc theo chiến tuyến 1.000 km giữa hai bên. Trong phát biểu hôm 23 tháng 1 vừa qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang trở thành một trận chiến đạn dược. Ông đồng thời cũng kêu gọi các đồng minh phương Tây nối lại hoạt động cung cấp đạn cho Ukraine. Người đứng đầu NATO nói rằng lực lượng quân đội Ukraine đã phải sử dụng dè sèn, đạn pháo, chia theo suất. Ông Stoltenberg khẳng định, với mục tiêu tiêu thụ đạn mà chúng ta thấy ở Ukraine, chúng ta cần đẩy mạnh sản xuất đạn. Tổng thư ký NATO đưa ra các nhận định trên chỉ vài giờ sau khi Ukraine hứng chịu thêm một đòn tấn công của Nga rằng gia tăng sản xuất đạn dược là điều tuyệt đối cần thiết để giúp chúng ta cung cấp đủ cho Ukraine. Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao phương Tây, ngay cả khi viện trợ của Liên minh châu Âu được thông qua, lực lượng Ukraine trên chiến trường vẫn sẽ cảm nhận được sự thiếu vắng hỗ trợ của Mỹ vào cuối mùa xuân. Mỹ đã hối thúc Ukraine trình bày rõ ràng hơn về kế hoạch chiến đấu trong năm 2024 do những hạn chế về sự hỗ trợ giới chức ukraine dự kiến sẽ có sự kết hợp giữa việc gây áp lực dọc theo tiền tuyến với các hoạt động bí mật và những cuộc tấn công tầm xa vào phía sau phòng tuyến của nga ukraine đã sử dụng nhiều loại vũ khí tự chế tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tiếp tế vào căn cứ của nga đồng thời làm lung lay quyền kiểm soát của moscow đối với biển đen hiện kiev đang xây dựng một số kho dự trữ vũ khí quan trọng trong những tháng gần đây để đảm bảo trang bị cho quân đội nhưng điều này vẫn không thể bù đắp cho sự thiếu hụt đạn pháo thưa quý vị một số người tin rằng khả năng thay đổi cuộc chơi của các cuộc tấn công hàng loạt bằng atacms cũng đồng thời cho rằng nga dậm chân tại chỗ và không có khả năng thích ứng với những vũ khí này theo thời gian thực chất bộ chỉ huy nga nắm rõ loại vũ khí nào của phương tây chưa được cung cấp cho ukraine và ở giai đoạn này của cuộc xung đột Họ đã có nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm để mô tả tác dụng của chúng và đưa ra các biện pháp đối phó trước, làm giảm yếu tố bất ngờ về công nghệ, điều từng mang đến cho tên lửa HIMARS, cánh cửa cơ hội trong thời gian ngắn để đạt được thành công vào năm 2022. Gần như chắc chắn rằng, quân đội Nga sẽ tiếp tục hoàn thiện các phương pháp phân tán lực lượng và phát triển các biện pháp đối phó bổ sung nhằm giảm thiểu tác động trên chiến trường trong tương lai của các tên lửa tầm trung và tầm xa của phương Tây. Tương tự, Nga có thể đáp trả việc mở rộng cung cấp tên lửa của phương Tây bằng một loạt các biện pháp bất đối xứng, khiến cho cường độ giao tranh leo thang nguy hiểm. Theo đó, Moscow có thể tận dụng khả năng kiểm soát leo thang đáng kể và ngày càng tăng của mình bằng cách tăng cường khả năng tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine và đẩy mạnh các hoạt động tấn công dọc giới tuyến phía đông và phía nam của nước này. Vào mùa hè năm 2023, số đạn pháo của Ukraine bắn ra đã ở mức ngang, thậm chí vượt Nga ở một số giai đoạn. Tuy nhiên, tới nay, Nga có lợi thế gấp 5 lần đối phương. Theo Fosby, khi số lượng đạn pháo khẩu đội Ukraine bắn ra mỗi ngày, tranh lệch lớn so với Nga chính là lúc phía Nga chấp thời cơ binh sĩ Nga gần như không phải lo lắng bị Ukraine phản pháo do Kiev giờ đây phải chắc chiêu số lượng hỏa lực bắn ra để không bị kiệt quệ tiềm lực quân sự. Bên cạnh đó, một suy đoán không kém phần sai lầm là ý kiến cho rằng Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa trầm trọng. Thậm chí Nga đã tăng guồng máy sản xuất đạn dược từ năm ngoái và giờ đây họ tự tin đưa các khẩu pháo uy lực ra tiền tuyến, nã những loạt đạn liên tục về đối phương. Theo người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine Kirilo Budanov dự đoán trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 31 tháng 12 năm 2022, các lực lượng của Nga có đủ tên lửa cho hai cuộc tấn công quy mô lớn. Quan chức tình báo cấp cao Estonia Marco Grobux cũng cho biết vào tháng 1 năm 2023 rằng Nga có đạn dẫn đường chính xác để tiếp tục tấn công Ukraine trong 3-4 tháng, hoặc cho tới mùa xuân hoặc thậm chí là 6-9 tháng nữa. Những đánh giá tương tự cũng được các quan chức Ukraine và phương Tây đưa ra. Mặt khác, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu hiện vẫn chưa đủ khả năng đuổi kịp Nga về quy mô sản xuất đạn pháo. Liên minh châu Âu không thể nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu đạn dược trong quân đội Ukraine khi quy mô sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu. The Financial Times nhận xét, Ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây sẽ cần ít nhất 2 năm để lực lượng vũ trang Ukraine được cung cấp đầy đủ đạn pháo như quân đội Nga. Theo công bố, pháo binh Ukraine chỉ được cung cấp 40% nhu cầu đạn dược, lý do là nền công nghiệp quân sự châu Âu đang thiếu máy móc và công nhân có trình độ. Cuối năm ngoái, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Charles Michael nói rằng các nước liên minh châu Âu sẽ không kịp sản xuất một triệu quả đạn pháo như đã hứa với Kiev vào tháng 3 năm 2023, họ cần thêm vài tháng nữa. Mặc dù trong diễn biến mới nhất, phương Tây cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine 1,3 triệu quả đạn pháo vào cuối năm 2024, tuy vậy nhu cầu thực tế của Kiev là trên 2 triệu quả, tương ứng với 6.000 viên mỗi ngày. Để bù đắp thiếu hụt, Mỹ và các đối tác thậm chí còn phải đi mua đạn pháo từ nhiều quốc gia châu Á để cung cấp cho Ukraine. Để so sánh, các nhà máy thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga theo thống kê đã sản xuất 2 triệu quả đạn 122mm và 152mm vào năm 2023. Ông Vadim Skibitsky, đại diện Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đã đưa ra con số trên và nhấn mạnh loại đạn 122mm và 152mm là cần thiết cho pháo binh Nga bởi họ vẫn theo thiết kế của Liên Xô. Ông Vadim Skibitsky nói rõ, đánh giá của chúng tôi là Liên bang Nga sẽ thiếu hụt ở mức khoảng 500.000 viên đạn và họ sẽ cố gắng tìm nguồn bổ sung ở đâu đó. Theo phía Kiev, để bù đắp cho sự thiếu hụt, Triều Tiên đã tích cực cung cấp đạn dược cho Liên bang Nga trong suốt mùa thu năm 2023. Tuy nhiên, phía Triều Tiên liên tục bác bỏ các cáo buộc này. Ông Skibitsky nói thêm, đây chính xác là sự thiếu hụt mà Moscow gặp phải về mặt đạn dược và không thể bù đắp bằng sản lượng của chính mình. Về phần Nga, họ cáo buộc rằng mối quan tâm lớn nhất của các tập đoàn quốc phòng phương Tây là gấp rút tổ chức các cơ sở sản xuất mới để có thêm lợi nhuận từ cuộc xung đột Ukraine. Mặc dù khó có thể ước tính chính xác kho đạn của Nga, nhưng cũng có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng điện Kremlin đã làm giảm mức độ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của phương Tây và củng cố thành công cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình để ít nhất duy trì, nếu không muốn nói là tiếp tục phát triển khả năng tấn công tầm xa trong ngắn và trung hạn. Sản lượng đạn xác định được duy trì ổn định của nga tương đối rõ rệt với sự suy giảm khả năng của hệ thống phòng không ukraine trước các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của moscow trong mùa đông cũng như làm suy yếu quan niệm sai lầm rằng thời gian đang đứng về phía ukraine Cả hai ý tưởng là Ukraine có thể giành chiến thắng nếu sở hữu nhiều vũ khí hạng nặng của phương Tây và Nga đang trên đà cạn kiệt nguồn dự trữ đều không mới. Trên thực tế, cả hai quan niệm này đều là một phần trong suy nghĩ ban đầu khiến một số nhà hoạch định chính sách và nhà quan sát phương Tây kết luận trong suốt năm 2022 rằng lực lượng vũ trang Ukraine có thể đánh bại Nga trên chiến trường tuy nhiên sau hai năm giao tranh ác liệt khi mà nga đang dần chiếm ưu thế rủi ro trở nên cao hơn bao giờ hết và cái giá phải trả cho việc tiếp tục tính toán sai lầm có khả năng gây ra thảm họa cho kiev thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại